kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tối 23 tháng 10, Dinh hướng dẫn xe máy lang bạt trên các tuyến phố thành phố Ninh Bình. Khi tới đầu đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, đối tượng phát hiện chị L, 1996, trú tại thành phố Ninh Bình, đang lưu thông hướng cùng chiều. Trong hộp phía trước của chiếc xe máy Naozo có một chiếc laptop. Ngay lập tức, Dinh hướng dẫn xe áp sát và cướp chiếc laptop rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an đã khoanh vùng, chặn bắt trên các tuyến đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng bị bắt cùng tang vật là chiếc iPhone 11 Pro Max màu vàng, trị giá hơn 30 triệu đồng. Vụ án đang kế tiếp được làm rõ.